Vâng chào các bác à, sau mấy ngày vừa rồi thì khá bận với những cái công trình với những uh, chiếc tủ lạnh với những uh, chiếc máy giặt để bàn giao đến khách hàng nên đâm ra em cũng uh, uh, không nên sắm được uh, cho các bác thì hôm nay em lại uh, lên sắm giới thiệu với các bác đây một dòng máy lọc nước ion kiềm một trong những uh, thương hiệu của Nhật Bản nổi tiếng được hãng uh, chim ion uh, À, được à, dùng nhiều nhất Nếu các bác đã theo dõi kênh nhà em Thì à, nhà em sẽ làm 3 dòng Level Up Chimium Và Fujikyo Chevi Các bác nhé Đấy là những dòng cơ bản nhất của máy lọc nước Ion kiềm của Nhật Bản Thì à, người Nhật đã dùng nước Máy lọc nước ion kiềm này đã khá phổ biến Và khá là lâu Bên à, đất nước của Nhật Bản Giờ thì à, Việt Nam chúng ta đã cũng đã Quan tâm đến những sức khỏe đời sống nên rất là nhiều người đã quan tâm đến chiếc máy lọc nước yêu kiềm của Nhật này các bác nhé. thì hôm nay em nên sóng giới thiệu với các bác và bán cho các bác một sản phẩm máy lọc nước Chim Hyper các bác nhé. đây con này máy lọc nước Chim Hyper, đây em quay sát cho các bác xem. đây là một trong những con máy nhà em lựa chọn rất là kỹ càng. nếu các bác nào xem video thì biết chiếc máy nhà em. À, chất máy nhà em thì à, mang đến tận nơi năm đặt các bác mới phải gửi tiền nên các bác yên tâm về cái chất lượng sản phẩm cũng như à, các cái à, thiết bị à, đi kèm cùng với máy các bác nhé dòng à, chim ion hyper này thì con này đây Sơn zin 100% các bác nhé Sơn zin nguyên bản 100% các bạn à, các bác nhìn thì các bác biết nếu không Sơn zin không đẹp thì em à, tặng các bác máy luôn đấy là tiêu chí nhà em bán hàng thì các bác nhìn cũng biết rồi có sao thì em cũng trao đổi với các bác như vậy. Thì hôm nay cũng tránh làm mất thời gian của các bác thì em nên sắm giới thiệu với các bác đây và cũng báo giá luôn. Một chiếc máy lọc nước Chim Hyper này thì nhà em sẽ lắp đặt đến tay các bác. À, với nếu bác nào mà tự lắp đặt được thì các em sẽ trừ được tiền công cho các bác. Còn các bác à, à, em lắp đặt cho các bác thì đây một sản phẩm à, bao gồm một máy chim hyper này, bộ tiền nọc 123 này, bộ tiền nọc này là nó cũng khá đắt tiền các bác nhé, nó khác với các cái à, bộ tiền nọc của chúng ta đang sử dụng, bộ tiền nọc này thì lõi số 1 nó làm bằng lõi lọc sơ dừa à, để chặn các cái bùn đất cạn bẩn à, thô bên ngoài, quả thứ hai quả này cũng rất quan trọng này các bác này quả thứ hai này của máy nọc chuyên dụng này thì nó sẽ có là quả cation. nó sẽ là chặn canxi đấy các bác chặn canxi các bác nhé quả thứ ba là nó sẽ là khử mùi đấy nó mỗi quả nó có một cái tính năng và và công dụng riêng của nó thì đi kèm theo nó là sẽ cùng một đổi đổi nguồn nếu các bác nào mà có đổi nguồn nhỏ thì em sẽ cần đổi nguồn nhỏ em sẽ cho đổi nguồn nhỏ không bình thường em sẽ cho các bác một cái nguồn nguồn 2k này thì các bác sẽ tận dụng được cắm cho máy rửa bát hoặc à, lồi cơm điện ngay ở khu bếp nhờ các bác dùng điện 100 các bác nhé ngoài ra thì em sẽ em mới về được ít bình này thì em sẽ tặng kèm các bác mua máy một chiếc bình này để chuyên dụng để các bác À, đi đâu đạp thể dục thể thao hoặc mang theo xe ô tô hay xe máy à, đi làm để các bác đựng cái chiếc máy lọc nước à, à, đựng nước kiềm để đi dùng các bác rất là tiện lợi đây thì à, máy lọc nước yêu kiềm thì cho chúng ta rất là nhiều loại nước các bác nhìn này đây à, thua nước dành cho trẻ em uống sữa và trẻ em dưới 3 tuổi này Acid thì nó có hai phần đây em giới thiệu luôn trên con máy này các bác nhé Acid này thì nó sẽ có hai phần, acid nhẹ và acid mạnh. Đấy là để dành cho rửa mặt và sát khuẩn các bác nhé. À, trung tính thì chúng ta có nước trung tính để uống thuốc tây pha sữa. Đây nó sẽ biểu thị màu đây các bác này. Đấy, màu này. Còn mức kiềm thì nó sẽ có mức một hai ba bốn đây các bác nhé. Đây em cho các bác xem. Đấy nó biểu hiện đây. 1 này, mức 1 này, mức 2, mức 3, mức 4 này. Đấy, mức 1 thì dành cho người thích nghi với nước kiềm. Và mức 2 thì uống tuần tiếp theo thứ hai. Và tuần thứ ba là nước uống thường xuyên pha trà, pha sữa, à pha trà, pha cà phê và nước uống thường xuyên hàng ngày của chúng ta. Nước 10.5 chúng ta là nước ngâm rau củ quả hầm luộc các bác nhé. Đấy, dòng máy lọc nước yêm kiềm này thì nó rất là nhiều tính năng để cho chúng ta hoàn toàn à, hoàn toàn à, sử dụng theo đúng mục đích của chúng ta. Đó. Máy lọc nước RO của chúng ta thì lại bỏ kiềm, lấy axit, còn đâu máy lọc nước của Nhật này thì nó có thể tính lấy tính axit, lấy tính kiềm riêng biệt các bác nhé. Ngoài ra bác nào có muốn mua sản phẩm à, sản phẩm à, lõi lọc à, nguyên bản của Nhật kèm theo máy cùng với máy còn nó bản thân con này nó sẽ là bốn vạch các bác nhé bản thân con này nó sẽ là bốn vạch à, như một chiếc máy mới khi chúng ta sử dụng là sẽ được khoảng 6 tháng hoặc một năm tùy vào theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi nhà đấy là em cứ nói trước cho các bác không nhiều bác lại bảo dùng mới có một hai tháng đã hết rồi đến một ngày cũng có khả năng hết các bác nó trừ đi nếu các bác quên vòi các bác mở Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh nhé em. Nhà em có địa chỉ tại Khói Châu Nghiên, chuyên đồ gia dụng Nhật Bản, bếp ga, bếp từ, máy giặt lồi cơm, lò bi sóng, à, máy rửa bát, tất cả các đồ về gia dụng Nhật Bản các bác nhé. Đây là cái vòi inox để kèm theo à, vòi mạ chrome này các bác này, để kèm theo à, lắp cùng với máy lọc nước kiềm chuyên dụng. Đấy, sản phẩm này thì nhà em đang bán là 14 triệu 500 nghìn đồng So với sản phẩm máy lọc nước chim hyper Nguyên bản 100% các bác nhé Loại lọc đủ 4 vạch cho các bác Đấy, Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì Cho em xin một nút like, kênh đăng ký màu đỏ Tất cả các sản phẩm nhà em nên báo giá Đều báo giá công khai không mập mờ Tiền nào của ý các bác nhé Đấy, Các bác nếu mà tham khảo ủng hộ được shop nhà em Cảm ơn các bác À, nhà em đây à, các bác xem hôm trước thì đã rất là nhiều máy đây hôm nay thì bánh cũng tan tác rồi chỉ một còn một vài máy dòng máy cơ bản này thôi Đấy, hôm trước cũng về được 6 em chim hyper này em cũng giao các thợ với cả bản thân nhà em cũng đi lắp đặt khách hàng cho các bác tất cả các cái máy các bác có yêu cầu bọn em sẽ đến lắp đặt trực tiếp tận nơi tận nhà các bác các bác cứ yên tâm về chất lượng cũng không như coi như khoa khâu trung gian các bác nhé Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Đây vừa rồi thì các bác đã xem tủ lạnh nhà em cũng đã bán hết rồi, còn còn, còn mua còn một cặp tủ này thôi. Đấy các bác nhìn tủ lạnh về bao nhiêu thì cũng các bác ủng hộ đó. Em cũng đều lau chùi xong là giao đến các bác. Nhiều các bác là đều nhắn qua Zalo cho em thì sẽ được những cái sản phẩm theo đúng ý để em tuyển cho các bác. Đấy, máy giặt nhà em đây còn vài chiếc này thôi. Máy giặt Pala Toshiba Hitachi cũng bán khá là nhiều rồi Lọc không khí các bác nhé Lọc không khí cực kỳ chất đẹp Hôm trước em đã lên sóng các bác rồi Nhà em thì cũng có kinh nghiệm khoảng 15 Về làm nghề, sửa chữa và bán đồ nhật này Nên các bác nhà em đã có, cũng có một cái lượng khách hàng cũng Các bác đã cũng rất là tin tưởng, uy tín để trao những cái niềm tin đến đến với mọi người và mọi người cũng đã ủng hộ và đặt niềm tin vào em nên đâm ra nhiều hôm em cũng không lên sóng được thường niên như các bác livestream suốt ngày ở trên trên mạng xã hội nên nhiều hôm cũng chia sẻ hàng đi hàng về cùng với các bác cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video